Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày, chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng, hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau bão số 3, 48 nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh đã bứt tốc lên đường đến Hà Nội và Hải Phòng để hỗ trợ khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 vừa gây ra cho Hà Nội và Hải Phòng. Khoảng 17 giờ ngày 9 tháng 9, những cán bộ, nhân viên của công ty đã đến hai điểm cần hỗ trợ. Sau khi ổn định, các công nhân đã bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Ông Nguyễn Doãn Hải, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Công viên Cây Xanh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, lượng cây xanh ngã đổ ở Hà Nội sau cơn bão số 3 rất nhiều. Theo thống kê có thể đến hơn 20.000 cây, cây ngã đổ ngổn ngang gây ách tắc giao thông trên nhiều tuyến đường. Đến nơi mới thấy được sức tàn phá quá lớn của cơn bão số 3, cây xanh ngã đổ quá nhiều. Chúng tôi đến Hà Nội, ổn định tình hình xong là bắt tay vào làm ngay vào việc cho đến tận 24 giờ, ông Nguyễn Doãn Hải nói. Ông Nguyễn Doãn Hải thông tin về việc dọn dẹp cây ngã đổ ở Hà Nội và Hải Phòng sẽ phải thực hiện trong nhiều ngày. Trước tiên là phải giải quyết để người dân an toàn, sau đó là để giao thông thông thoáng. Dự kiến ngày 10 tháng 9 tại Hà Nội, đoàn sẽ dọn dẹp cây xanh ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Tại Hải Phòng, đoàn cũng bắt tay vào làm việc ngay sau khi đến và làm việc đến 24 giờ dưới trời mưa liên tục. Ngày 9 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã giao các đơn vị liên quan gồm Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương bố trí lực lượng có chuyên môn, kỹ thuật nhanh chóng đến các địa phương phía Bắc để hỗ trợ địa phương, người dân khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Sau cơn bão số 3 đã có hàng chục ngàn cây xanh tại Hà Nội và nhiều địa phương khác bị gãy đổ, bật gốc. Điều đáng chú ý là một số cây sau khi bật gốc đã để lộ bên dưới lớp lưới giữ bầu đất chưa được tháo dỡ khi trồng cây. Trao đổi với báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Vũ Ngọc Kỳ Văn, trưởng phòng kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên công viên cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết những năm gần đây, diễn biến bất thường của biến đổi khí hậu như mưa dông, lốc xoáy, hiện tượng triều cường gây ngập úng gia tăng. Ngoài ra, tình trạng khô hạn, sụt giảm mực nước ngầm, nắng nóng kéo dài, mật độ xây dựng đô thị, nhất là những tòa nhà cao tầng ngày càng nhiều đã làm thay đổi hướng gió, gây nên hiệu ứng đường hầm. Cạnh đó, quá trình thi công các công trình ngầm, cải tạo vỉa hè đã tác động rất lớn đến hệ thống rễ, làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng, phát triển và sức chống chịu của cây xanh. Đây là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng gãy nhánh, ngã đổ cây xanh nhiều trong thời gian qua. Việc trồng cây không đúng quy cách còn ni lông, lưới giữ bầu đất, nếu không tháo lớp vỏ bọc này sẽ khiến bộ rễ cây không thể phát triển theo thời gian. Cùng với đó, cây sẽ khó hút được nước và chất dinh dưỡng trong đất. Việc rễ cây không phát triển được sẽ khiến cây sinh trưởng, phát triển kém, khó có thể đứng vững và dễ ngã đổ mỗi khi có gió lớn, ông Văn phân tích. Đồng tình, tiến sĩ Đinh Quang Diệp, Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Việt Nam chia sẻ việc trồng cây còn bọc nguyên bầu đất bằng ni lông là sai kỹ thuật bởi hệ rễ bị quấn trong bầu không bám vào đất khiến cây dễ bị đổ. Đồng thời, hệ rễ bị cắt xén nhiều nên phát triển kém và không bình thường. Ngoài ra, hiện nay phần rễ cây trồng ở đô thị rất yếu, không bám sâu được vào đất. Nguyên nhân gây ra hệ rễ yếu có thể do cây mọc rễ chậm hoặc bị xén trong quá trình chỉnh trang đô thị, làm hạ tầng kỹ thuật và quá trình bê tông hóa quá nhiều. Theo ông Vũ Ngọc Kỳ Văn, năm 2022, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành hướng dẫn lựa chọn và trồng cây xanh đường phố trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn đang hoạt động trong lĩnh vực cây xanh đô thị lựa chọn đúng loại cây cho đúng vị trí và trồng cây đúng kỹ thuật theo tiêu chí đã đề ra. Ngoài ra, các chủng loại cây được trồng không thuộc danh mục cây cấm trồng, hạn chế trồng trong đô thị theo quyết định số 52/2013 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh là các cây có độc tố nguy hiểm cho con người, cây ăn quả, cây có thể ảnh hưởng tới sức khỏe con người và môi trường xung quanh. Tiến sĩ Đinh Quang Diệp cũng cho rằng, việc trồng cây xanh đô thị cần phải đúng tiêu chuẩn quy định. Điển hình, cây phải có chiều cao tối thiểu 3m. Đường kính thân cây tại chiều cao tiêu chuẩn tối thiểu 6m, tán cây cân đối, cây thẳng không sâu bệnh. Ngoài ra, trên thực tế, khi trồng cây chúng ta cần nghiên cứu theo cấu tạo bộ rễ, chúng được chia làm hai loại là rễ cọc và rễ chùm. Rễ cọc thông thường sẽ có sức sống chịu gió bão mạnh, những cây rễ chùm có bộ rễ ăn nông trên mặt đất. Việc nghiên cứu các loại rễ của cây xanh giúp chọn lựa chính xác các loại cây trồng phù hợp ở đô thị cũng như ở những nơi dễ ảnh hưởng vì mưa bão. Hơn 25.000 cây xanh bị đổ, gãy cành. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết,
tại Hà Nội đã ghi nhận 25.156 cây đổ và cành gãy. Trong đó cây đổ là 24.807 cây, tập trung nhiều ở Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm, Đông Anh, Nam Từ Liêm. Cây đổ đã gây ra các thiệt hại về người và một số phương tiện giao thông hư hỏng, cơ sở hạ tầng bị hư hại, báo cáo nhấn mạnh. Báo cáo cũng cho hay, mưa bão đã gây ra khoảng 20 điểm ngập úng khu vực đô thị. Đến sáng ngày 8 tháng 9, tình trạng này đã được khắc phục. Riêng khu vực ngoại tỉnh, mưa làm cho 593,6 ha diện tích lúa, 231,8 ha rau màu bị ngập, 14.967,7 ha lúa và 973,4 ha rau màu bị đổ, 126,3 ha cây ăn quả bị ảnh hưởng. Do ảnh hưởng của dông lốc, mưa bão tối ngày 7 tháng 9, một số địa phương trên địa bàn thành phố đã bị mất điện diện rộng. Trong đó, lưới điện 110 kV có 12 tuyến đường dây bị nhảy sự cố. Chỉ mất điện một trạm biến áp 110 kV Xuân Mai, xử lý ngay trong đêm, rạng sáng ngày 8 tháng 9. Riêng lưới điện trung áp tại nội thành gần như không mất điện, trong đó có 23 đường dây và 5 trạm bị sự cố đã được cấp điện lại ngay. Còn trong khu vực ngoại thành, với 248 đường dây trung áp và 4 trạm biến áp bị sự cố, 38 cột gãy đổ gây mất điện diện rộng, tập trung ở các huyện như Thanh Oai, Chương Mỹ, Phú Yên, Thường Tín, Thanh Trì. Báo cáo cũng cho biết, bão số 3 gây ra sạt lở ngập úng ở một số nơi, cụ thể như huyện Thạch Thất, sạt lở 150 mét khối đất tại Hưng Yên, Thạch Xá, huyện Chương Mỹ, sạt lở 5 mét đê Bùi Hai, ngập 300 mét đường giao thông nội đồng, 2.740 mét đường giao thông nông thôn, 33 hộ, 5 xóm, 1 nhà văn hóa, 2 di tích bị ngập, 1.400 mét vuông chuồng trại bị sập, đổ, 10.388 mái tôn bị tốc hỏng, 115 cột điện bị gãy đổ. Huyện Quốc Oai sạt lở 6 mét tại điểm canh đê, 2 cột điện bị đổ, 10 mái tôn bị tốc mái, 20 mét đường giao thông bị sạt lở. Huyện Ba Vì sạt lở 10 mét mái đê Hữu Hồng, xuất hiện hiện tượng sạt lún cơ kè tại đê Hữu Hồng tại xã Cổ Đô đã gãy đổ 13 cột điện, sập đổ một nhà bếp, 7 hộ bị ngập tại xã Thuần Mỹ đã được di dời an toàn, 8 thuyền đánh cá bị chìm ở xã Cổ Đô và Chu Minh, 2.030 gia cầm bị chết. Do ảnh hưởng của mưa dông, hầu hết các địa phương đều có ảnh hưởng, thiệt hại khác xảy ra liên quan đến mất điện, sạt lở, sập đổ, tốc mái công trình. Hiện nay, các địa phương đang tiếp tục cập nhật số liệu báo cáo nêu. Những thông tin vừa rồi đã khép lại điểm tin của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành và theo dõi kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!